Xin kính chào quý anh chị và các bác đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ ạ. Em là Tuấn Anh, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay là ngày cuối tuần, em xin phép lên sóng báo giá tất cả các mẫu xe đang có tại cửa hàng bên em với một mức giá ưu đãi nhất và tốt nhất cho quý anh chị cùng xem ạ. Dạ vâng, đầu tiên đây, trước mắt quý anh chị, em Tuấn Anh đang có chiếc xe Kia Carnival sản xuất 2022. Đây là phiên bản Signature 7 ghế, cao cấp nhất rồi, máy dầu. Chiếc xe này có lớp sơn là màu vàng cát và chạy được em nhớ đâu đó là khoảng 6 vạn km. Thì chiếc xe này bên đang chào bán ở mức giá đó là 1 tỷ 268 triệu ạ. Ngay bên cạnh quý anh chị đây, em đang có chiếc BMW 430i. Chiếc xe này thì em mua được ở Đà Nẵng, nhưng mà chưa kịp hạ lồng từ bên em thì em đã nhận cọc mất rồi anh chị ạ. Dạ vâng. Sang bên cạnh đây thì em có chiếc Mac E250 sản xuất 2017, có nước sơn là màu xanh đen, xanh kiểu xanh Kavansai đấy. Chiếc xe này lăn bánh đâu đó khoảng tầm được hơn 10 vạn km rồi. Em đang chào bán với mức giá đó là 979 triệu ạ. Tiếp theo bên cạnh đây, một thương hiệu đến từ nước Pháp, Peugeot, thương hiệu châu Âu đấy. Peugeot 3008 phiên bản Premium, phiên bản giữa đấy ạ. Chiếc xe này lăn bánh được 9 vạn km rồi, một chủ đầu và full lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Em đang chào bán với mức giá đó là chiếc xe này em đang chào bán mức giá rẻ thị trường 40 triệu luôn, 799 triệu. Dạ vâng. Tiếp theo bên cạnh quý anh chị đây, em đang có chiếc xe Mac C200 sản xuất 2015, có nước sơn là màu trắng. Chiếc xe này thì lăn bánh đâu đó được khoảng tầm 6 vạn 6 km, nhưng mà em nghĩ chiếc xe lăn bánh phải tầm 10 vạn vì nó hai đời chủ rồi. Cái này thì bọn em cũng có kiểm tra và xem theo chất xe thì em sẽ đoán nó tương đương khoảng tầm 10 vạn km. Thì em đang chào bán chiếc xe với mức giá đó là 599 triệu ạ. Bên cạnh tiếp theo đây, em đang có chiếc xe Peugeot 408, một mẫu xe vừa mới ra mắt vào tháng 11 năm 2023 của nhà Peugeot. Đấy, một chiếc xe gần như là thiết kế nhìn như ở đến từ tương lai luôn, rất là thể thao và đẹp. Đây là phiên bản GT Line, phiên bản cao cấp nhất của Peugeot 408 rồi. Thời điểm tháng 11 năm 2023 nhé, chiếc xe lăn bánh đâu đó nó khoảng tầm là 1 tỷ 460 triệu ở Hà Nội. Nhưng mà hôm nay em bán chỉ có 1 tỷ 189 triệu thôi ạ. Sau chưa đầy một năm nhé, một năm là lăn bánh được có 2 vạn thôi mà chỉ còn có 1 tỷ 189 thôi ạ. Anh chị tiết kiệm luôn được hơn 200 triệu luôn. Ok. Ngay bên cạnh tiếp theo đây, anh chị nếu mà anh chị nào mà quý anh chị nào và các bác nào nhá mà thích cái nước sơn màu nâu đồng này mà lại còn thích Santa Fe máy dầu nữa thì em nghĩ là không thể nào bỏ qua được chiếc xe này rồi. Đấy, trước mắt anh chị đang chính là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2D phun dầu cao cấp hai cầu luôn. Đây là bản cao nhất thời điểm đó rồi. Và chiếc xe này nhá, chủ cũ họ đã lên cam 360 cho xe này. Còn đâu là những tính năng còn lại của xe là zin 100% luôn. Đấy, và chạy chuẩn là 138.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng luôn. Một chủ đầu hồ sơ cầm tay luôn ạ. Dạ vâng. Em đang chào bán mức giá đó là 665 triệu, còn phích vài chục cho quý anh chị luôn. Ok, sang bên ngoài nào. Em vừa mới cập bến được chiếc Mazda 3, Mazda 3 2024 anh chị nhá, mới chỉ lăn bánh được có 7.000 cây số thôi. Chiếc xe này là bản 1.5 Premium, bản cao cấp nhất, màu đen và được trang bị đầy đủ các tính năng như là gói an toàn ADAS này, tự động phanh, tự động bám đuổi này, rồi giữ làn tự động các thứ này, xong rồi cửa sổ trời có rồi này, đấy, xong rồi lại còn có cả hắt kính nữa, rồi cảm biến trước sau đủ cả, không thiếu luôn. Chủ cũ còn độ thêm cho chiếc xe cả camera 360 nữa. Em đang chào bán mức giá yêu thương luôn, 2024 nhá, xe 2024 anh chị nhá, chạy 7.000 cây nhá, 689 triệu. Tiếp theo sang bên cạnh đây nào. Vios, chiếc xe này em mới nhận cọc rồi, quên mất. Chiếc xe này là Vios G2018, màu vàng cát chạy 9 vạn, em mới nhận cọc mất rồi. Ok. Mời quý anh chị đi cùng em tiếp theo vào trong nhà đi. Trong nhà em xem còn rất nhiều siêu phẩm cần giới thiệu cho quý anh chị đây. Ngay trước mắt quý anh chị đây, em đang có chiếc Peugeot 208 nhập Pháp sản xuất 2015, có nước sơn là màu xám. Chiếc xe này hai đời chủ rồi, thì đồng hồ thời báo là 57.000 cây, thì em nghĩ chắc nó phải tầm 10 vạn. Đó, chiếc xe này em đang chào bán mức giá đó là 335 triệu. Ở cái thời điểm mà năm 2015 nhá, nhập Pháp nhá, xe lăn bánh ở Hà Nội nhá, không dưới 1 tỷ anh chị ạ. Anh chị nhớ cho em, không dưới 1 tỷ nhá. Được trang bị đầy đủ này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, xong rồi lại còn cái gì nhỉ, lùi chuồng tự động này, sấy sưởi hai ghế đằng trước này, xong rồi lại còn cruise control lim giới hạn tốc độ không thiếu luôn. Đó. Ngay bên cạnh đây em đang có chiếc VinFast Lux SA. Ui, mãnh liệt tinh thần Việt Nam, hôm nay cuối tuần đúng không? Đáng nhẽ hôm nay cuối tuần là phải lên sóng chi tiết chiếc xe này mới là đẹp đúng không anh chị? Ok, VinFast Lux SA, máy xăng này, 2.0 turbo này, sản xuất 2021 bản bay. Chủ cũ đã lên này, cái gì kia? Dán phim cách nhiệt xung quanh xe này, rồi thì phanh la răng này, rồi lên 4 quả bi laser này, 4 quả bi này không dưới 25 triệu anh chị nhá. 4 quả bi laser này, mắt xanh lè này anh chị nhá. Đấy. Không dưới 25 triệu cho em nhá. Và chiếc xe này nhá, chạy chuẩn 65.000 cây, một chủ từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng hãng và còn bảo hành lên tới năm 2031 cơ anh chị ạ. Đó, bảo hành 10 năm mà, thì năm 2021 thì 10 năm thì chả 2031 đúng không ạ?
Ok, tức là còn 7 năm nữa. Em đang bán chiếc xe với giá đó là giá bao nhiêu, hôm nay bán giá bao nhiêu nhỉ? Thôi bán 720 triệu đi. Đấy, bán 720 triệu cho quý anh chị luôn nhá. Tiếp theo bên cạnh đây, một thương hiệu xe sang. Thời điểm năm 2012 chiếc xe lăn bánh đâu đó phải tầm sấp xỉ 4 tỷ. Nhưng bây giờ em bán chỉ có bao nhiêu? 620 triệu thôi ạ. Range Rover Evoque. Đấy, sản xuất 2012, phiên bản Dynamic, trang bị này, 16 loa Meridian này, 10 túi khí này. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh panoramic này. Ghế da nội thất kem này. Ui rất là đẹp luôn. Bản chiếc xe này gốc nó là màu xanh dương nha anh chị nhá. Nhưng mà chủ cũ đã warp đầy can sang cái màu xám xi măng này rồi. Trông nó có phần nhìn có khác biệt và mới lạ hơn. Bên em mới bảo dưỡng đâu đó khoảng tầm là hơn 100 triệu vào trong này rồi. Đấy, em đang chào bán chiếc xe 620 triệu nhá. Đây, em đang có một chiếc Peugeot 3008 sản xuất 2021, nhưng mà chiếc xe này thì em mới nhận cọc rồi. Mới nhận cọc 100 triệu của anh khách đến từ Hà Đông. Anh ấy đã cọc 100 triệu luôn vì chiếc xe mới lăn bánh được có 12.000 cây thôi, 2021. Sinh năm này em nhận cọc rồi này, sinh năm Luxury Form mới nhận cọc này. À, GLC. GLC 200 sản xuất 2020 màu đen. Đấy. GLC 200 sản xuất 2020 màu đen này, một chủ từ đầu nhá. Chạy 7 vạn km nhưng mà có được sơn màu đen, nội thất đen luôn. Đấy, đôi khi là anh chị nào mà không thích nội thất kem nhá, chọn cho em chiếc nội thất đen thì nó sạch sẽ. Mà GLC 200 đấy vẫn là một chiếc xe lành nhất trong cái giới GLC rồi. Đấy. Thôi thì giá cả 1 tỷ thì em đang bán là 1 tỷ 250 triệu vẫn còn thương lượng anh chị nhá. Rồi. Lại một chiếc xe Peugeot màu xanh nữa. Đợt này Peugeot màu xanh ở nhà nhiều quá. Peugeot 5008 phiên bản GT Line sản xuất 2022, chạy chuẩn 23.000 cây số, full lịch sử bảo dưỡng hãng, biển gốc Hà Nội. Lại còn một chủ từ đầu nữa. Em đang bán chỉ có 945 triệu thôi. Cái thời điểm năm 2022 nhé, chiếc xe này lăn bánh ở Hà Nội đâu đó khoảng tầm 1 tỷ. Em đâu đó khoảng tầm 1 tỷ 5, gần 1 tỷ 5, 2022. 508 GT này, nhưng bây giờ em bán chỉ có 945 triệu thôi. Sau 2 năm mất gần 600 triệu. Đấy, anh chị mua xe cũ nó lợi cái đấy đấy. Tiếp theo trong nhà đây thì em đang có Morning này em bán rồi nhá. Morning này thì nói thật luôn là những cái phân khúc xe đẹp như này, Morning này chạy có 3 vạn 2017 này. Về phát là đặt cọc luôn này. BMW 523i sản xuất 2011 nhá. Đây là xe nhập Đức, đúng rồi. Em nhớ là xe nhập Đức. Chạy chuẩn là 10 vạn mai km, có nước sơn là màu trắng. BMW bảo dưỡng tổng thể hết hơn 30 triệu rồi. Và em đang bán chiếc xe với mức giá đó là 455 triệu, giá vẫn còn thương lượng. Ở bên trong kia thì em đang có một chiếc Peugeot 208, cũng giống với chiếc xám ở cuối kia. Vừa em giới thiệu anh chị, nhưng mà nó khác, mới là nó sản xuất 2013. Gốc của nó là màu xám, nhưng mà chủ cũ là nữ nên họ đề can sang cái màu hồng này, nhìn rất là xinh này. Đấy, vẫn được trang bị đầy đủ hết các tính năng như là sưởi ghế, hai ghế trước này, rồi lùi chuồng tự động này, cửa sổ trời toàn cảnh các thứ có hết. Em bán rẻ hơn cái xe kia khoảng tầm 40 triệu, em bán là 299 triệu. Đấy, xe sản xuất 2013 nhập Pháp nhá. Ngoài ra thì bên em đang về một chiếc xe cập bến tại cửa hàng em rồi, nhưng em đang cho đi rửa dọn cho nó sạch sẽ tí và sẽ ra bán sớm thôi. Chiếc Corolla Atis sản xuất 2016, có nốt sơn là màu trắng, bản 1.8G luôn. Chiếc xe đó chạy 8 vạn km rồi. Thì em đang chào bán mức giá đó là 475 triệu, một chiếc xe quốc dân của nhà Toyota. Anh chị và các bác nào quan tâm thì liên hệ với em Tuấn Anh qua số hotline 0916 789 786 để em Tuấn Anh được phục vụ và hỗ trợ quý anh chị hoặc các bác sớm nhất có thể ạ. Dạ vâng, hẹn quý anh chị và các bác ở video tiếp theo của em Tuấn Anh. Dạ vâng ạ.